Chiều nay ngày 9 tháng 9, đoàn cải lương Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành sân khấu, còn gọi là Dỗ Tổ. Đây là hoạt động được tổ chức vào ngày 11 tháng 8 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ đến tiền nhân khai sáng nghề nghiệp. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng đông đảo nghệ sĩ, người làm nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các nghệ sĩ đã thành kính dâng hương lên tổ nghiệp, đồng thời biểu diễn nhiều tiết mục trích đoạn đặc sắc thể hiện lòng tri ân với bậc tiền nhân cũng như phục vụ các đại biểu. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định, kỷ niệm ngày Dỗ Tổ ngành sân khấu vừa là ngày hội tôn vinh nền sân khấu nước nhà nói chung và Long An nói riêng, vừa là dịp để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch lắng nghe tâm tư nguyện vọng tình cảm của anh chị em soạn giả, đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ sân khấu, từ đó kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn và nâng đỡ dìu dắt bộ môn sân khấu để giữ mãi ngọn lửa truyền thống của sân khấu trên đất Long An. Long An là một trong những cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương và là nơi sản sinh nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ nổi tiếng. Phát huy truyền thống đó, đoàn nghệ thuật cải lương, đoàn xiếc nhân dân Long An, đoàn nghệ thuật không chuyên, trung tâm văn hóa tỉnh nhà không ngừng phát triển và hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân, nhất là phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Bên cạnh đó, các đoàn còn tích cực tham gia các cuộc liên quan, hội diễn chuyên nghiệp, không chuyên toàn quốc và đạt kết quả cao. Đến đến nay, tỉnh Long An có 2 nghệ nhân nhân dân, 8 nghệ sĩ ưu tú và 10 nghệ nhân ưu tú.